Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tài Phèn. Đây, mình đang ở tại trụ sở chính của Color Master ở tại Đài Loan và ở đây trang bị vô cùng nhiều những cái sản phẩm công nghệ hấp dẫn. Nhưng mà ngày hôm nay ở đây tại vì thôi nhiều quá, anh em mình đi trải nghiệm vài cái món chính đi. Và vài cái món chính này từ nãy giờ mình đã trải nghiệm và thấy nó hay ho vô cùng. Mình xin đi giới thiệu với các bạn để biết rằng là nếu như các bạn đã đến trụ sở Color Master Đài Loan á, các bạn sẽ được trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm cao cấp nó giống như thế nào. Let's go. Đây là cái bộ máy mà mình rất là thích. Nó là một cái bộ xe đua giả lập và các bạn đang được chơi game ở trên một cái cảm giác nó thật đến kinh ngạc. Tức là khi các bạn chơi game ở trên cái bộ máy này á, nó không chỉ đơn giản như là những cái tay cầm chơi game các bạn thường thấy ha. Nó có những cái yếu tố cơ học để giúp cho các bạn có thể cảm nhận là các bạn đang chơi game nhưng mà như đang lái thật xe ở ngoài đời luôn. Tại vì cái tay nắm này nè, đây, các bạn sẽ có những cái lực tác động ngược khi các bạn, ví dụ như các bạn khi mà các bạn rẽ cua đúng không, mà các bạn va vào trong một số những cái ổ gà hoặc là các bạn va vào trong một số những cái địa hình á, thì nó sẽ bật ngược trở lại và nó rung. Và cả cái xe này á, cả cái khung này nè, các bạn thấy không, đây nó có những cái khớp để nó giúp cho anh em mình khi mà chơi á, thì tất cả những cái trục này nó sẽ bấp bênh và nó tạo một cái cảm giác như các bạn đang chơi thật vậy đó. Và mình có hỏi về cái giá, thì nếu như các bạn hỏi về cái bộ khung của riêng cái xe đua này thì nó rơi vào là 120 triệu. Nhưng nếu như các bạn muốn mua cả bộ này luôn á, thì cái mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó là 30.000 đô la Mỹ. Và các bạn sẽ có được cả một cái gian chơi game như thế này. Và thật sự luôn, nếu như các bạn được trải nghiệm ở trên cái hệ thống này, các bạn đua xe ở trên cái hệ thống này, thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Đây là cái con cá mập mà nổi bật nhất ở cả cái gian này. Đây là khu vực mà mình thấy là sáng nhất luôn rồi đó. Đây, đây là một cái bộ Shark X của Color Master. Họ làm ra cái sản phẩm này với một cái hình thái của một cái con cá mập nhìn rất là đẹp ha. Và đây là một cái bộ PC All in One. Tức là khi các bạn đi mua thì các bạn sẽ phải mua cả bộ giống như thế này, nếu chứ nó không chỉ bán lẻ thì cái món. Đây là một bộ máy rất là thú vị. Các bạn vẫn được trang bị cái cấu hình rất là cao cấp ha. Đây, các bạn vẫn có được main đủ 4 khe RAM. Rồi các bạn có được những cái nguồn và những cái hệ thống để cho phép đặt vào trong đó những cái bộ GPU với cái chất lượng cao. Cho nên á, là nếu như các bạn nào mà yêu thích công nghệ á, thì đương nhiên là các cái sản phẩm như thế này mà các bạn đặt ở trong cái gian phòng của anh em mình á, anh em mình sẽ thấy là nó xịn tới cỡ nào. Lại thêm một cái PC All-in-One nữa của Color Master với cái hình thái, các bạn thấy không, nguyên một cái đôi giày. Mình tin chắc là nếu như các bạn nào mà thích những cái sản phẩm của Color thì các bạn đã từng thấy những cái này qua hình ảnh rồi. Thì đây là một lần đầu tiên mà được chứng kiến cả một cái bộ máy mà nó ngoài đời nó sẽ là như thế nào. Nhìn nó to đó các bạn. Không, nó to cỡ này. Cho nên khi các bạn nhìn nó ngoài đời, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Và đây là một cái bộ máy tính cũng là All in One. Các bạn khi mua thì cũng sẽ bán cả bộ như thế này ha. Đây là một cái bộ sưu tập rất là hay, giúp cho anh em mình có những cái trải nghiệm rất là lạ và những cái hình thái sản phẩm khác nhau. Và Color Master, bởi vì họ là một cái hãng mà chuyên về tất cả những cái linh kiện cao cấp, những cái bộ case, vỏ, tản, nguồn, họ có rất là nhiều những cái modder ở trên toàn thế giới hỗ trợ cho những cái sản phẩm như thế này. Cho nên cái việc mà họ có thể tạo ra những cái sản phẩm PC với cái hình thái độc đáo và lạ mắt như vậy á, mình thấy nó cũng không có gì ngạc nhiên. Mình đang được dụ đi trải nghiệm máy pha cà phê và máy pha kem của Cooler. Đây, khu trong này. Đấy, các bạn thấy không? Workspace rất là to, không gian rất là nhiều, khu rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau được trưng bày. Máy custom, rồi nguồn, tản, nhiệt, đủ thứ. Đây, à cái này. Cái nào? À, cái này là pha cà phê. Pha cà phê, pha rượu. Dạ, pha rượu luôn hả? Ừ, à, để làm kem luôn. Wow. Cái thương hiệu Color Master, mà cái brand ở trên đó là Toa. À, anh chưa hỏi cái này. Dạ. Giờ mới biết đấy, anh mới biết, bởi vì nó cũng chưa tiến hiệu trong nội bộ đâu. Dạ. À, hôm nay mới thấy đấy. Xịn không? Tức là không chỉ có những cái sản phẩm mà gọi là công nghệ máy tính đúng không, còn có những cái sản phẩm mà giống như thế này nữa. Và đây, Color Master họ ứng dụng những cái công nghệ làm mát của họ vào trong cái chuyện là tạo ra được cái cục kem ha. Tức là đây, consumer product, các bạn thấy không, đây đây là họ đang làm ra cái cục kem. What type of ice cream? Lemon? Mango? Mango. Okay. I just, it's just mango. Yeah, mango. Yeah. Yeah. You can put another flavor, yeah, if you want. Okay. But now the showcase is just mango. Okay, okay. Đây là kem xoài ha. Tức là họ nói là bạn bỏ cái trái gì vô nó cũng làm kem được hết, nhưng mà ở đây tụi tôi đang thị phạm bằng xoài thôi.
nó không có vị hóa học ha. Mình nghĩ là chắc là do cái thành phần ban đầu thì nó cũng chỉ là trái cây thôi. Giống như là sinh tố xoài nhưng mà nó kẹo hơn. Nó kẹo hơn. Và cái cách để mà làm ra một cái phần kem như vậy á thì các bạn sẽ mất từ 4 đến 6 phút để có thể làm ra một cái sản phẩm như thế này. Hay ha. Và Cooler Master họ nói là họ ứng dụng cái công nghệ làm mát làm lạnh của mình vào trong cái chuyện là làm ra những cái sản phẩm dành cho người tiêu dùng như thế này. Thú vị phết. Có rất là nhiều những cái sản phẩm thuộc vào cái kiểu như là mình không biết, thì mình thấy cái ý tưởng rất là hay ha. Họ thị phạm cho các bạn rất là nhiều những cái loại hình công nghệ thú vị như là cái bộ máy này nè. Ở đây á là Cooler Master đang muốn chứng minh cho các bạn thấy á là liệu cái heat, cái nhiệt độ nó sẽ nóng lên như thế nào và nó sẽ khiến cho cái tản nhiệt của các bạn á nó sẽ có thể vận hành như thế nào ha. Thì đây là một cái mô hình thử nghiệm rất là hay. Đây là một cái bộ tản nhiệt khí. Ở đây á, đây bây giờ mình sẽ cố ý là mình tháo cái fan ra. Đây mình tháo cái dây fan ra thì nó không còn fan nữa, các bạn thấy không? Bây giờ cái tản nhiệt nó đang là màu đen đúng không? Bây giờ mình sẽ thử bấm benchmark cho các bạn coi là cái nhiệt độ nó thay đổi và nó khiến cái fan nó đổi màu như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ nó đang bắt đầu hơi cam cam, có thể là qua camera các bạn sẽ hơi khó thấy ha. Nhưng các bạn để ý nè. Đây, bây giờ mình đang chạy bên được khoảng 30 giây. Các bạn coi lên, chắc lấy nó tầm cỡ 2 phút thôi. Đây, bắt đầu là cái này nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi nè. Nhìn bằng mắt thì mình sẽ thấy đỏ hơn. Đó, các bạn thấy không? Nó bắt đầu nó sẽ đỏ lên ở dưới ngay cái đít, ngay cái bề mặt mà các bạn tiếp xúc nè. Đó, nó đỏ lên cái ống đồng rồi nè. Thấy chưa? Đây. Đó. Nó đỏ lên mấy cái miếng phin ở trên này luôn rồi nè. Đó, thì đây là cái việc mà nhiệt độ nó sẽ bốc lên như thế nào, đúng không? Và các bạn thấy không? Nó sẽ chạy lên trên này. Thì đối với một cái tản nhiệt của Cooler Master, họ có rất là nhiều những cái miếng phin như thế này. Đó, nó có rất là nhiều những cái miếng phin để chi? Để cái luồng gió khi mà lưu thông. Đây, mình đang không có cắm fan. Thì các bạn thấy không? Đây, cái luồng gió đó, nó sẽ khi mà nó lưu thông, nó hút từ trước ra ngoài sau. Nó sẽ làm mát những cái gió bên này. Đó, những cái nhiệt độ nó sẽ được làm mát và nó sẽ giải nhiệt. Như các bạn thấy không? Những cái đầu cuối còn có miếng cái miếng heat pipe nè. Đấy, những cái ống heat pipe nó bắt đầu bị làm nóng lên, nó chuyển cam hết rồi nè. À, bên này mình thấy là bên này nó nóng nhanh hơn cái phần cái zone bên này nó chưa có đỏ lắm. Đó. Tại đây là một cái thử nghiệm, một cái testing rất là hay ha. Cooler Master họ cố ý làm như vậy, nhưng mà cái này mới đặc biệt nè. Mình sẽ cho các bạn coi là một cái tản nhiệt khí của Cooler Master họ có thể cho phép các bạn giải nhiệt nhanh tới mức nào khi mà mình tắt cái benchmark. Bây giờ bạn thấy nó đỏ lè đúng không? Bây giờ mình sẽ chuẩn bị tắt ha. 3, 2, 1. Rồi, ngay bây giờ mình đã tắt rồi nè. Bây giờ các bạn coi thử nha. Các bạn coi thử là nó khi nào thì nó sẽ... ha, đúng rồi. Rồi bây giờ sẽ cắm ngoài vô nè. Đây. Fan đã xoay ha. Chúng ta sẽ coi là cái luồng gió... gió nóng bị đẩy ra ngoài này nè các bạn. Chúng ta sẽ coi là bao nhiêu lâu thì nó sẽ được bắt đầu làm mát đi cái này. Đấy, các bạn thấy không? Nè, cái miếng phim nó bắt đầu nó đổi màu rồi nè. Đó, nó đen lại rồi nè. Đây, ở dưới này, những cái miếng phim như này bắt đầu bị đổi màu lại rồi nè. Đó. Đây, cái lá nhôm ở chỗ này bắt đầu bị đổi màu lại rồi nè. Đó, đây, các bạn thấy không? Cái bề mặt này nó được hút gió vô nè, mát lắm các bạn. Rất là mát ha, rất là mát. Đó, nó đẩy vô đây. Thì bắt đầu nó sẽ làm mát cái này. Thì ra cái tản nhiệt của chúng ta nó sẽ hết nóng. Hết nóng rồi nè. Đấy. Thú vị ha. Và các bạn sẽ thấy được tất cả những cái loại công nghệ rồi những cái sản phẩm như thế này ở tại Headquarter Cooler Master tại Đài Loan, họ trưng bày rất là nhiều luôn. Mình thấy là họ có rất là nhiều những cái giải pháp về tản nhiệt nè, về hệ thống, rồi về fan case, rồi về nguồn và cả những cái sản phẩm dân dụng khác mà các bạn không thể ngờ tới. Chẳng hạn như bên này, đây cho các bạn coi. Đây là một cái bộ tản nhiệt cho CPU nhưng mà nó sử dụng cái cơ chế như là tản nhiệt sò lạnh á. Tức là nó sẽ làm mát trực tiếp từ ngay cái miếng block mà áp vào trong cái con CPU của các bạn, cho nên các bạn sẽ thấy nè. Đây. Ở trên cái block này nó sẽ đóng tuyết nè. Đây là tuyết nè. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây là tuyết. Và nó sẽ đóng trực tiếp lên trên cái bề mặt của CPU. Thành ra là gì? Ở trong cái điều kiện lý tưởng của một cái hệ thống làm mát bằng khí thì cái nhiệt độ của CPU nó sẽ mát bằng với nhiệt độ môi trường, là nhiệt độ lý tưởng tuyệt đối. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái hệ thống tản nhiệt giống như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể mang cái nhiệt độ của CPU thấp hơn cả nhiệt độ môi trường. Và điển hình là nó hoàn toàn có thể biến cái con CPU của bạn xuống trở thành là 0 độ C.
ha, rất thú vị. Và để tuyệt đối ngăn cái chuyện là bị lít nước ra ngoài, tức là tại vì khi mà cái tuyết này nó bám nè, các bạn thấy không, nó sẽ chuyển thành nước nếu như gặp nhiệt độ cao. Thì Cooler Master họ làm một cái miếng ốp vào trong cái phần hệ thống xung quanh cái đai CPU của anh em mình, nó sẽ ốp lên như thế này, nó giúp chúng ta không có bị chảy nước ra ngoài ha. Đấy, và đây là một cái hệ thống tăng nhiệt nước rất là thú vị, mà thấy không, tuyết đây à, sẽ làm máy trực tiếp từ đây. Thì cái giải pháp này á, nó sẽ có một số những cái vấn đề mà mình thấy hiện tại. Đầu tiên, mức giá của nó sẽ khá cao so với những cái tản nhiệt nước all-in-one thông thường. Và cái thứ hai á, là cái tản nhiệt nước này các bạn bắt buộc phải cấp điện rất nhiều cho nó để mà nó có thể làm mát ngay trực tiếp từ chính cái miếng block. Và cái thứ ba á, là dành cho một số những anh em nào mà lắp đặt không kỹ, mình nghĩ là nó sẽ có thể bị xảy ra cái hiện tượng là bị lít nước ra ngoài. Thì đây là một số những cái thông tin rất là hay về giải pháp làm mát của CPU của Cooler Master. Và ngoài ra Cooler Master họ cũng có thêm một cái loại sản phẩm nữa là một cái đây, đây là một cái ốp sò lạnh cho các bạn chơi game ở trên điện thoại ha. Và đây là cái phiên bản dành cho Android, nó sẽ có một cái đầu USB Type-C như thế này. Đấy, nhưng mà nếu như các bạn sử dụng những cái sản phẩm của iPhone thì nó cũng sẽ có một cái đầu chuyển của iPhone luôn, và nó áp dụng cái cơ chế làm mát y hệt như bên kia. Chẳng qua là cái cường độ làm mát của nó sẽ thấp hơn thôi, tại vì cái điện năng tiêu thụ nó sẽ thấp, nó ứng dụng cho cái sản phẩm là điện thoại di động ha. Thì đây là một cái sản phẩm cũng rất là thú vị. Đấy, có rất là nhiều những cái sản phẩm consumer của người dùng mà Cooler Master đang làm ra. Đây là cái bộ Cooler Master Off X. Đây là một cái hệ thống mà các bạn thấy không, tất cả mọi thứ các bạn cần của một cái không gian trải nghiệm để chơi game hoặc là để làm việc nó đều có sẵn. Các bạn có sẵn màn hình, các bạn có sẵn ghế ngồi với chất lượng cao nha. Các cái ghế này nó y chang như các cái ghế trên xe hơi luôn. Và các bạn có được tất cả những cái nút điều khiển ở trên cái bảng điều khiển. Các bạn có thể bấm vào remote hoặc là bấm thông qua những cái nút như thế này. Và khi mà các bạn trải nghiệm vào trong chính cái hệ thống này, các bạn sẽ thấy là giống như kiểu là mình đặt vào trong một cái không gian cũng chỉ riêng mình thôi. Tại vì nếu như các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có thể gắn thêm hai cái màn hình hai bên á, để các bạn có thể tạo ra một cái vòng lập. Và anh em mình sẽ nhốt mình trong đó luôn, để khi các bạn muốn làm việc, các bạn muốn hội họp này kia thì đều rất là thoải mái. Và đây là một cái sản phẩm mà Cooler Master họ nhấn mạnh rất là nhiều trong ngày hôm nay, chứng tỏ là họ đang để ở ngay tại cái không gian ra vào của sự kiện luôn. Khi mà nói không thì các bạn có thể thấy là nó rất là bình thường, nhưng mà thật sự là khi các bạn thật sự ngồi vào trong để mà trải nghiệm, các bạn sẽ thấy là nó rất là đã, và nó tạo cho anh em một cái hứng thú để mà sử dụng cái sản phẩm này ở trong chính cái góc làm việc của bạn. Giá dự kiến của sản phẩm khi về Việt Nam sẽ rơi vào đó là khoảng 500 triệu đồng, chỉ có nhà giàu mới mua được cái này thôi các bạn. Đây là một cái ghế rất là thú vị, mình chưa hề thấy ở tại Việt Nam hay là chưa hề thấy trước đây luôn. Một cái sản phẩm ghế của Cooler Master được tích hợp sẵn một cái bộ điều khiển ở bên hông như thế này. Và cái thú vị là ở trên cái ghế này nó có cơ chế rung nha các bạn. Nó có rung luôn, mình để tay lên mình thấy nó rung nè. Đây, mình để tay lên mình thấy nó rung. Ồ, để mình ngồi lên thử nha. Wow. Uầy, cái lưng, cái bộ rung nó nằm ở ngay cái lưng này nè các bạn. Thú vị phết, thoải mái quá, cái ghế này thoải mái quá. Wow, và các bạn có thể ghim cái tai nghe Cooler Master vào trong này. Trải nghiệm mấy cái này phê quá. Phát nhạc, để mình thử dặn mấy cái volume như thế này. Các bạn sẽ thay đổi được cái thay đổi được cái lực rung. Chết cái lưng tôi nè. Rung mạnh quá. Rung mạnh quá. Đã lắm các bạn. Ngồi thoải mái lắm. Mấy cái sản phẩm này mình chưa hề thấy ở tại Việt Nam. Rung mạnh quá. Nè, các bạn nghe nó rung không? Đỉnh. Ok, vậy thì đó là tất cả những cái giải sản phẩm của Cooler Master ở ngay tại đây. Thật ra nói không phải là tất cả đâu, nó còn nhiều lắm. Nó phải nhiều gấp 4-5 lần cái clip này á. Nhưng mà nếu như mình cứ chia sẻ hoài thì cái clip nó sẽ rất là dài, và mình nghĩ là sẽ không có hồi kết luôn á. Cho nên là sẽ hẹn các bạn một cái buổi khác ở trên kênh YouTube của Tài Tiền. Mình sẽ trải nghiệm một số những sản phẩm chính của Cooler Master ở tại sự kiện Computex. Còn ở trong cái này là tại Headquarter thôi, nó không phải là ở trong cái gian hàng của Computex ha. Thì hẹn các bạn vào ngày mai sẽ có một cái video chia sẻ về những cái trải nghiệm đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nếu như muốn mình làm thêm về một số những cái sản phẩm của các cái thương hiệu nào đó mà các bạn yêu thích, các bạn đừng quên comment lại phía bên dưới. Mình sẽ săn đón cái thương hiệu đó vào ngày mai ở tại buổi sự kiện chính của Computex. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em. Round 1.
tôi đây đây ấy đù ấy. Anu. Không. Cái tay lái của mình giống như mình đang chạy xe ngoài đường thiệt vậy luôn á. Quay. Kìa anh, leo lên trên thử đi kìa anh, đã không? Phải không? Phê. Phải. À. Đây xưa. Cái ghế có rung nữa ba.